Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp xuân về, thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý vị và các bạn có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc và yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, hình ảnh hoa mai vàng nở rộ trong những ngày đầu xuân đã trở thành biểu tượng đặc trưng trong những ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Hoa mai là một trong những loài hoa được ưa chuộng nhất từ trước đến nay. Theo quan niệm của các cụ ngày xưa, cây mai là hình ảnh tiêu biểu tượng trưng cho người quân tử, với khí phách ngoan cường, trung nghĩa và thanh khiết. Mai hiên ngang, bản lĩnh, vượt qua mùa đông lạnh lẽo, mặc dù chỉ còn những nhánh thân gầy guộc, tưởng như đã héo khô trong cái nắng nóng của ngày hè. Và rồi xuân về, từ tấm thân già nua ấy, lại nảy lộc, đơm hoa, khoe sắc, kiêu hãnh và tỏa hương. Chính vì vậy, mai vàng được nhân gian gọi là hoa của mùa xuân và được xếp ở vị trí đầu tiên trong bộ tứ quý, sánh vai cùng với lan, cúc và trúc. Mai có nhiều loại với tên gọi khác nhau. Mai vàng còn gọi là huỳnh mai hoặc hoàng mai. Mai vàng là một loại cây thân gỗ sống lâu năm, thân có nhiều cành, lá xanh, hoa vàng. Mỗi năm cây rụng lá vào mùa đông, trổ hoa vào đầu mùa xuân. Nhìn chung, mai vàng rất dễ trồng, sinh trưởng nhanh, kháng bệnh tốt. Mai có thể được trồng trong vườn, trước sân, trong chậu. Mai có thể chơi tự nhiên, mai thế, mai ghép. Mỗi cách chơi có một nét độc đáo riêng. Chưa ai có thể khẳng định chơi mai như thế nào mới gọi là đỉnh cao nghệ thuật. Cây mai nó có sức sống mãnh liệt. Mùa nắng thì nó chịu cái khí hậu khắc nghiệt của thời tiết. Rồi khi qua mùa đông thì với cái rét giá lạnh, rồi mưa, cái mưa bão của miền Trung, nhưng mà cây mai nó vẫn tồn tại, nó vẫn sinh tồn. Và đến mùa xuân thì nó lại đơm hoa, sắc vàng rực rỡ, đồng thời nó tỏa ngát hương. Cho nên đối với người miền Trung thì đó, miền Nam thì đó là một cái biểu tượng để mà người ta có cái tiêu chí, tức là con người là phải chịu khó vươn lên, vượt qua cái bão tố để mà trưởng thành. Dù địa phương, dân chúng phát âm mai và may hao hao nhau, may mắn ai lại chẳng cầu ước dịp tân niên. Nếu mai vàng trổ hoa mà mỗi hoa có số cánh nhiều hơn năm, người ta tin rằng kim niên vận trình đại cát đại lợi. Cứ mỗi độ xuân về Tết đến, mai lại anh hoa phát tiết, thường là năm cánh vàng rực rỡ. Hiếm hoi một vài đóa hoa đột biến nở 6 hoặc 7 hoặc 9 cánh, thậm chí tới 12 cánh, thì ai nấy đều rất vui, cho rằng năm mới có nhiều điềm hên. Là người ta muốn tìm một cây mai đẹp thì kiểu gì thì người hiểu biết về cây mai, để khi mà nó đang làm búp thì những cái búp mai mà chuẩn bị chớm nở thì những búp mai mà nó trồ thì nó sẽ nở ra được cánh được kín, nó không trống chân, năm cánh nhưng mà cái cánh hoa nó kín và cũng nhìn nó đẹp. Thì cái quá trình đó là mình phải để ý và chăm chú, tức là cỡ chừng 20 ngày, 10 ngày tức khi hoa mai nở thì người ta chọn cái mai đẹp để người ta chơi ngày xuân. Mà người hiểu biết về cái mai thì người sẽ lựa những cái mai mà búp trồ, cánh kín và nhụy đẹp, để người ta cảm giác được đó là một cái sự sống, một sự kín đáo, một sự đẹp đẽ của ngày xuân mà người ta hợp tác và chia sẻ cây mai gắn liền với chủ nhân. Trong ngày xuân đó là một sự cuốn hút của họ, một sự đam mê của họ, của người chơi mai cũng như người dân mà để chọn cái mai chơi cũng vậy. Từ nét duyên dáng thuần khiết bên ngoài cho đến tính khí đức hạnh kiêu dũng bên trong, hoa mai được các nhà nho và các thiền sư Việt Nam xem là một tấm gương, một biểu tượng của vẻ đẹp vẹn toàn, bách hoa khôi. Họ đem ghép hoa mai với tùng và trúc thành một bộ ba tam hữu. Cây tùng tượng trưng cho trượng phu cứng cỏi, ngay thẳng, cây trúc tượng trưng cho sự kiên nhẫn, rộng lượng. Và hoa mai được gọi là ngự sử mai, tượng trưng cho sự hiểu biết và nét đẹp vẹn toàn. Có những cái tác phẩm là rất là sức sống, cây này rất là khỏe thì mới cái vòi này, cái rễ này nó mới cắm sâu vào lòng đất. Thì đây là tác phẩm cây bạch tuộc, thì nó có nhiều rễ nó cắm vô. Và đây là tác phẩm mà mình rất là tâm đắc và mình chơi cái mùa Tết năm này tại cái nhà của mình. Thì hoa năm nay là cây này là vừa y cái kịp nở vào
mình sẽ canh là những cái búp đầu tiên là sẽ nở đúng ngày mùng 1 Tết. Hiện tại là những có những cái búp non đầu tiên đã nở ra rồi. Thì đây là cây mai cổ thụ. Cây mai được vào chậu khoảng được 20 năm rồi. Kể từ ngày mà mình lấy từ cái vườn của một nhà dân thì mình vào chậu thì được 20 năm. Thì mai này vẫn là mai vàng năm cánh. Đúng chắc miền Trung luôn, vai mai vàng năm cánh. Thì những cái tác phẩm này thì mình để cho có những cái tàn mai bay. Thì mình muốn mà đem về đây á, thứ nhất là để cho một bay, để cho một cái lối vào. Tết là mình sẽ đi dưới cái hàng mai, cái tán mai. Và những cái ngày bình thường, những ngày trời mát trời thì mình thường để uống trà dưới cái tán mai này. Để một cái gì đó cho anh em ngồi nói chuyện vài ba câu chuyện của những giao lưu, những anh em mà thích mai thì ngồi dưới cây mai thì nói chuyện về cây mai nó sẽ thích hơn đó. Thì hiện tại thì cây mai này nó đang ra rất là nhiều búp đó, thì nhìn là khoảng mùng 1 Tết là bắt đầu ra những cái búp mà búp nôn đầu tiên, là mùng 1 Tết thì sẽ là nguyên một màu xanh của búp. Thì trong những ngày Tết thì nó sẽ phát ra những cái màu vàng của những bông mai đầu tiên sẽ chớm nở vào những cái ngày đầu xuân. Thì về vì cái những cái mai mà hiện tại á thì rất khó, rất hiếm tìm những cây mai mà bay, vì trong cái tự nhiên á thì đã gặp rất là nhiều cái sự khó khăn của thiên nhiên rồi, thì cái cây á thì mới cao như vậy. Bình thường những cây á, là nó sẽ thẳng lên, còn tìm được những cái gốc mai mà cao như vậy thì nó sẽ hiếm hơn. Và những đây là một cái đại diện cho cái sự bay lên và một cái là kháng chịu với sức mạnh của tự nhiên. Mai tứ quý thì cũng là một trong, cũng như anh em của cây mai vàng năm cánh của mình. Đó, thì mai tứ quý thì nó có một điểm là vì tứ quý là hoa mở bốn mùa. Tứ quý là bốn mùa thì hầu nào cũng sẽ có những cái bông mai. Nó sẽ không rộ như hoa mai nhưng mà nó sẽ có mức độ thường xuyên là mùa xuân cũng có, mùa đông cũng có, đông tàn cũng có, mùa hè cũng có, mà mùa thu cũng sẽ có những cái bông. Mai tứ quý thì nó không được ưu ái là trồng trước nhà như cây mai thanh xuân, thanh mai của mình. Thì thường là sẽ trồng bên bờ rào nhiều hơn. Nhưng mà mình hiện tại là mình cũng đang có những tác phẩm vào rất là lớn. Vào cây mai tứ quý là đây, tại cái bông nó rất là kín. Cái vai mai tứ quý bông nó rất là kín. Và ngoài cái mai tứ quý, mai xuân của mình chỉ là chơi cái những cái bông màu vàng. Thì mai tứ quý thì sau cái những cái bông màu vàng này nó sẽ ra những cái trái màu đỏ. Thì hiện tại thì về mặt phong thủy rất là nhiều người thích những cái màu đỏ. Về màu Tết thì khi mà ra xong màu vàng thì tới những cái trái màu đỏ cũng đỏ cay vậy luôn. Nên người ta cũng rất là thích. Nên hiện tại là vườn mình cũng rất là nhiều tác phẩm mai tứ quý. Giữa phố phường đông đúc và chật hẹp, đất đai không nhiều, thì không dễ gì có chỗ đứng cho một cây mai tự nhiên. Vả lại, người dân thành thị cũng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc, nâng niu, chờ đợi cây mai trong một thời gian dài để đến mùa xuân cây mới cho hoa. Nhưng ai cũng muốn có một cây mai vàng thật đẹp, phù hợp với không gian đô thị để chơi trong dịp Tết đến xuân về. Có cầu, ắt sẽ có cung, từ đó mai kiển, mai thế bắt đầu xuất hiện. Nhưng càng về sau, vượt lên cao hơn giới hạn của sự mua bán, thú chơi mai thế ngày nay trở thành một nghệ thuật, một thứ nghệ thuật vừa mang hơi thở dân gian, vừa mang trí tuệ bác học. Chơi mai thế đạt đến cảnh giới nghệ thuật là khi người thưởng mai nhìn thấy bóng dáng cuộc đời thật của mình trong dáng thế cây mai, thấy được nhân tình thế thái của kiếp người thông qua cách tạo dáng, thân cành, qua hình hoa, thế lá. Chơi mai giống như đi tìm tri kỷ, phải có cơ duyên thì mới gặp. Hiện nay mai thế rất đa dạng và phong phú, người chơi có nhiều cơ hội để tìm và chọn cho mình một cây vừa ý nhất, phù hợp với túi tiền để chưng trong dịp Tết. Trong không khí rộn ràng của ngày xuân, nhà nhà người người vui đón Tết, ai cũng lo trang trí nhà cửa thật đẹp để đón chào năm mới với mong ước một năm tốt lành. Nếu như ở miền Bắc, hầu như nhà nào cũng có cành đào, thì từ miền Trung trở vào, mai vàng là đặc trưng của mùa xuân. Tuy nhiên, lựa chọn một cành mai, một gốc mai vừa ý để chơi trong ngày Tết không phải đơn giản. Đối với những người ở Quảng Nam, là người ta thích cây mai, là nó phải là dáng dấp của một cây cổ thụ, tự nhiên ở ngoài, thiên nhiên.
rồi khi mang về trồng trong chậu hoặc trồng dưới đất á, thì cái cây nó phải có cái bộ gốc vững chãi, thân của nó là phải một thân một cốt, ngọn của nó là phải chỉ thiên, chỉ trực lên trời, đồng thời tay cành của nó phải xum xuê và hoa phải tỏa đều cả cây. Tuy nhiên có những người người ta chơi cây mai cũng giống như những cây nghệ thuật khác, tức là người ta đòi hỏi phải chi tiết, tức là cái độ vặt vẹo của cây nó có những cái đường co, tức là ví dụ như quá 5 cm là không bao giờ người ta chấp nhận, người ta phải cắt lại, người ta làm từ đầu. Thì trong chơi cây mai, cây mai nói chung, trong trường phái chơi cây nói chung và cây mai nói riêng thì trong thế giáng thì nó có nhiều thế giáng, ví dụ như thế phụ tử, thế phu thê, thế bạc phong hồi đầu, thế huyền, rồi thế thất đổ, vân vân. Nhưng mà có nhiều người người ta chơi cây người ta rất ngặt nghèo, tức là người ta mua cây về sau đó người ta cắt bỏ, người ta làm lại từ đầu. Và thậm chí có nhiều cây nếu mà sử dụng được người ta chỉ sử dụng 1-2 chi thôi, thì những người chơi cây đòi hỏi cái nghệ thuật đó, người ta chỉ cần 1-2 chi cành, nhưng mà nó phải có độ uyển chuyển, độ nghệ thuật cao. Hình ảnh tráng lệ của những bông hoa mai vàng 5 cánh hài hòa với vẻ thanh tao lãng mạn, tất cả như được hòa với hương đất trời, quyện vào không khí của buổi mai mùa xuân. Hoa mai, một loài hoa giản dị nhưng cao quý, luôn luôn bừng nở một sắc vàng trang trọng và thanh cao. Theo quan niệm dân gian của người Việt, ngày xuân ai cũng cầu mong mọi việc may mắn thuận lợi. Còn gì vui hơn nếu trong nhà đúng vào thời khắc giao thừa, mai vàng bừng nở, đón tài lộc vào nhà. Còn gì thú vị bằng vào những ngày đầu năm, khách đến thăm nhà chúc Tết, liên tục tấm tắc khen ngợi gia chủ, khéo chọn một cành mai tuyệt đẹp. Chính vì thế, nói đến mùa xuân, người ta liền nghĩ đến hoa mai, và nói đến hoa mai, người ta liền nghĩ đến mùa xuân. Thưa quý vị, nói đến mùa xuân người ta liền nghĩ đến hoa mai, nói đến hoa mai người ta lại nghĩ đến mùa xuân. Phần hoa thịnh khai nở rộ trong 3 ngày Tết, thêm lá non, nảy lộc tươi mát mới là phần thiết yếu. Các búp hoa, lộc lá cứ tiếp tục cái rực rỡ của thời thịnh khai ấy lại là phần trọng yếu nhất, bởi nó là nguồn hạnh phúc, làm ăn phát đạt sung túc của gia đình trong năm mới đang lần lần đi tới với gia chủ. Thật cảm ơn quý vị và các bạn vì đã luôn theo dõi chương trình của chúng tôi trong những năm qua. Trong năm mới này, chúng tôi luôn mong muốn được làm những chương trình hay hơn, sinh động hơn để phục vụ cho tất cả quý khán giả xem đài. Chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.